quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Mưa không kích, Kiev thiêu rụi đoàn xe quân sự Moscow bên trong lãnh thổ Nga. Sau Mỹ, nhiều nước phương Tây hoảng loạn trước cảnh báo của Nga. Nga cảnh báo Mỹ về hậu quả khó lường khi cho Kiev dùng vũ khí phương Tây tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Kiev hé lộ tổn thất của Moscow. Nga bắt nhóm gián điệp Ukraine ở Crimea, công bố lệnh trừng phạt nhằm vào Anh. Đoạn video mới được đăng trên mạng xã hội ngày 3 tháng 6 dường như cho thấy máy bay không người lái của Ukraine đã phá hủy một đoàn xe chở thiết bị quân sự của Nga bên trong lãnh thổ Nga sau khi các đồng minh của Kiev gần đây đã bật đèn xanh cho việc nhắm mục tiêu vào bên trong nước Nga bằng vũ khí của phương Tây. Một đoạn video ngắn được Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ với X, trước đây là mạng xã hội Twitter, dường như cho thấy ít nhất một chục phương tiện của Nga đi trong một đoàn xe qua khu vực biên giới Kursk ở khu vực phía bắc Sumy của Ukraine. Kiev viết trong một tuyên bố rằng các phương tiện chở quân nhu đã bị phá hủy bởi nỗ lực hợp tác của Lữ đoàn Cơ giới số 53 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 103. Đoàn xe đang di chuyển cách biên giới Nga với khu vực Sumy chưa đầy 2 dặm. Theo các tài khoản tình báo, nguồn mở và các nguồn tin Ukraine, theo dự án phân tích Deep State của Ukraine, máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các phương tiện ở phía đông làng Sverdlykov, phía bắc khu vực định cư Novenke ở biên giới Ukraine. Kênh Deep State Telegram cho biết không có thiết bị nặng nào trên tàu. Các phương tiện ở giữa đoàn xe đã cố gắng phân tán tốt nhất có thể. Kiev viết kèm theo phụ đề được thêm vào clip. Video có vẻ hiển thị một số vệt khói và vụ nổ. Đoạn phim cũng xuất hiện các đoạn clip về một số máy bay không người lái có chất nổ kamikaze của Ukraine khi chúng lao vào một loạt phương tiện có vẻ như đã bị tách khỏi đoàn xe. Newsweek không thể xác minh được độc lập đoạn video clip này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã cảnh báo về việc Nga tăng cường hiện diện gần khu vực Sumy, phía tây khu vực Kharkov của Ukraine, nơi Moscow đã phát động một cuộc tấn công mới vào đầu tháng trước. Vào cuối tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cho biết Moscow đang tập trung một nhóm quân khác gần biên giới của chúng tôi ở phía tây bắc Kharkov. Chỉ vài tuần trước đó, Kirilo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine, nói rằng một khi Nga ổn định được trên tiền tuyến ở Kharkov, họ sẽ di chuyển sự chú ý sang Sumy. Ukraine đã ngăn chặn động lực mà Nga có được từ rất sớm trong cuộc tấn công vào Kharkov, nhưng vẫn còn câu hỏi về việc làm thế nào để các nguồn lực của Kiev có thể đương đầu với một vài cuộc tấn công mới của Nga ở phía bắc. Ukraine đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái qua biên giới vào lãnh thổ Nga, được quốc tế công nhận kể từ tháng 2 năm 2022 khi cuộc xung đột bắt đầu. Trong những tuần gần đây, các đồng minh phương Tây ngày càng tuyên bố ủng hộ Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Điều này trước đây là một chủ đề nhạy cảm. Tổng thống Joe Biden mới đây đã ngầm đồng ý cho Ukraine sử dụng một số vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga, nhưng có những cảnh báo lớn. Các quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này nói với các phương tiện truyền thông rằng Kiev chỉ có thể sử dụng vũ khí trên lãnh thổ Nga giáp với phía đông bắc Ukraine với mục đích bảo vệ khu vực Kharkov và việc sử dụng các tên lửa tầm xa như ATACMS bị cấm trên đất Nga. Nhiều quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, bao gồm Pháp, Ba Lan và Vương quốc Anh, gần đây cho biết họ không có bất kỳ phản đối nào liên quan đến việc sử dụng thiết bị mà họ cung cấp cho Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra. Tuy nhiên, Mỹ vẫn kiên định với chính sách chỉ được phép sử dụng vũ khí trên lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, Điện Kremlin tố cáo các nước phương Tây cho phép Ukraine tấn công Nga là hành động đang gia tăng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tháng trước đã cảnh báo rằng các nước NATO, đặc biệt là các nước có trụ sở ở châu Âu, cùng các nước châu Âu nhỏ nên nhận thức đầy đủ về những gì đang bị đe dọa bằng cách cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng đây là một bước hướng tới cuộc xung đột nghiêm trọng ở châu Âu, hướng tới một cuộc xung đột toàn cầu. Khu vực Kursk đã cảm nhận được tác động của cuộc xung đột ở Ukraine với việc máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng và cơ sở dầu mỏ quan trọng của Nga. The Financial Times viết, một số quan chức phương Tây lo ngại về việc phản ứng của Nga trước các hành động của phương Tây trong xung đột Ukraine. Bài báo lưu ý rằng họ lo lắng về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí nhận được từ phương Tây để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Ấn phẩm cho biết,
Mối lo ngại của họ là Nga sẽ coi động thái mới nhất này là sự gia tăng của một cuộc xung đột ủy nhiệm và có thể tiến hành những gì họ coi là một phản ứng đối xứng, bao gồm cả các cuộc phản công nhằm vào lãnh thổ NATO. Financial Times viết, do những thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường, phương Tây buộc phải chấp nhận mức độ rủi ro cao để giữ Ukraine tiếp tục chiến đấu. Trong khi đó, chuyên gia người Anh Alexander McCurris đã nêu quan điểm trên blog YouTube rằng Nga sẽ dễ dàng phá hủy các hệ thống Patriot nếu chúng được triển khai ở Kharkov. Ông lưu ý, trên thực tế chúng tôi biết rằng điều này đã xảy ra. Quân đội Nga đã phá hủy một cách có hệ thống và có phương pháp các tên lửa đất đối không S-300 và các tên lửa khác bố trí xung quanh Kharkov. Gửi Patriot đến đó sẽ là hành động cảm tử, đảm bảo những hệ thống đắt tiền này sẽ bị phá hủy. Theo chuyên gia này, kết quả là Kharkov gần như mất hoàn toàn hệ thống phòng không. Ông giải thích thêm, việc hệ thống phòng không Patriot tiếp cận Kharkov tạo ra rủi ro rất lớn vì máy bay không người lái do thám có thể nhanh chóng phát hiện ra nó và Moscow có thể phóng tên lửa để phá hủy hệ thống đắt tiền này. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả nếu ngó lơ những cảnh báo của Moscow về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã phát biểu ngày 3 tháng 6 rằng tôi muốn cảnh báo những nhà lãnh đạo Mỹ trước những tính toán sai lầm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Không rõ vì lý do gì, họ đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của những gì họ có thể nhận. Tôi kêu gọi những nhà lãnh đạo ở Mỹ dành một chút thời gian để đánh giá bằng sự hời hợt trong cách tiếp cận của họ để nghiên cứu chi tiết những gì mà ông Putin nói. Ông Ryabkov nhắc đến cảnh báo gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc các quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO gây ra nguy cơ gia tăng xung đột nghiêm trọng. Theo trang tin Yahoo News, Tổng thống Nga Putin trong một cuộc họp báo đầu tuần trước đã tuyên bố rằng việc Ukraine sử dụng những vũ khí phương Tây để tập kích nhiều mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga sẽ kích hoạt một cuộc xung đột toàn cầu. Ông Putin phát biểu trong một họp báo, nếu những hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở châu Âu, thì Mỹ sẽ hành xử như thế nào? Họ có muốn một xung đột toàn cầu hay không? Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 3 tháng 6 đã công bố số liệu về những tổn thất của Nga khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Quân đội Ukraine đã khiến cho đối phương phải tổn thất 511.130 binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, chúng tôi đã khiến phía Nga thương vong 1.270 lính. Đối phương đã mất đi 7.779 xe tăng, 15.002 xe chiến đấu bọc thép, 18.159 xe tải và phương tiện cơ giới, 13.280 hệ thống pháo, 824 hệ thống phòng không, 357 tiêm kích và 326 trực thăng, 27 tàu chiến và 1 tàu ngầm. Trong khi đó, dữ liệu được trang web phân tích phòng thủ tình báo Oris Pionkov của Hà Lan đã cập nhật ngày hôm nay cho thấy, tổng số trang thiết bị hạng nặng của các lực lượng vũ trang Moscow tổn thất kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt là 16.129 khí tài. Trong đó, số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép của Nga mất lần lượt là 3.079 và 1.379 chiếc. Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho biết, các nhân viên của họ đã bắt giữ 5 điệp viên được tình báo Ukraine cài cắm ở thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea. Theo thông tin được FSB công bố ngày 3 tháng 6, nhóm điệp viên trên hoạt động dưới sự chỉ đạo từ tình báo Ukraine nhằm lên kế hoạch cho nhiều hành động phá hoại và ít nhất một vụ ám sát. RT dẫn thông báo từ FSB cho biết, 5 nghi phạm trên không quen biết nhau nhưng đã cùng thành lập một mạng lưới gián điệp nằm dưới sự quản lý của các cơ quan tình báo dân sự và quân sự Ukraine. Tuy nhiên, hoạt động của nhóm này đã bị phá vỡ do thông tin liên lạc bị chặn. FSB sau đó đã công bố video các nhân viên an ninh Nga bắt giữ một người trong nhóm điệp viên, cũng như thu giữ từ nhóm này một số thiết bị nổ và thành phần chế tạo bom. Các cơ quan tình báo Ukraine tới nay chưa bình luận về những hình ảnh được FSB công bố. Bộ Ngoại giao Nga hôm 3 tháng 6 đã áp lệnh trừng phạt lên hàng loạt chính trị gia, báo chí và một số chuyên gia Anh được coi là có nhiều hoạt động chống đối Moscow. Hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nhằm đáp trả lại những hành động từ phía Anh, quyết định áp đòn trừng phạt được đưa ra nhằm vào giới chính trị gia, cơ quan báo chí và những chuyên gia Anh,
trong đó có một số chính trị gia địa phương đã tham gia vào chính sách chống Nga của London. Các phóng viên đã thực hiện việc tuyên truyền chống lại Moscow và những chuyên gia khi tham gia nhiều sự kiện chính trị xã hội ở Nga đã đưa ra nhiều góc nhìn tiêu cực. Theo bản thông cáo trên, những nỗ lực cô lập Nga của giới chính trị gia, truyền thông và chuyên gia Anh sẽ hứng chịu đáp trả gay gắt từ Moscow. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga không nêu rõ các cá nhân và tổ chức nào của Anh bị áp lệnh trừng phạt lần này. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt 5net. Xin chào và hẹn gặp lại!